Thì quan trọng nhất của việc chỉnh nha không phải là khớp cắn. Tuy nhiên, khớp cắn sẽ là cái tiền đề để chúng ta quyết định là chúng ta đã tháo được mắc cày hay chưa. Giống như là lúc mà mình đã đóng hết khoảng ấy, mình cũng đã thấy xinh rồi, mình cũng rất là muốn tháo mắc cày rồi, nhưng cô bảo thôi mình cố đeo chung một chút để chỉnh cho cái khớp cắn nó đẹp đi rồi mình mới tháo, đúng không? Bởi vì vấn đề khớp cắn sẽ làm cho cái quá trình chỉnh nha của mình sau khi tháo được mắc cày nó sẽ ổn định lâu dài, và ăn nhai nó sẽ tốt cho hệ thống cơ cũng như là hệ thống vùng khớp thái dương hàm. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn qua những cái chặng đường mà bạn ấy đã đi qua. Bởi vì thực ra ấy, trong quá trình giảm hô thì đôi khi là mình đã đóng hết khoảng rồi, nhưng mà mình sẽ có rất là nhiều vấn đề nữa để chỉnh, ví dụ như chỉnh nụ cười này, hoặc là chỉnh về khớp cắn, thì nó sẽ mất thêm khá là nhiều thời gian, đúng không? Đó. Thì bây giờ mình sẽ cùng xem nhé. Ban đầu này, ban đầu răng của mình thì cũng rất là đều rồi, khá là đều và khá là đẹp rồi. Tuy nhiên là sẽ có một vài những cái tình trạng răng bị xoay. Đấy, ví dụ như bên này là răng bị xoay này, hoặc là những cái tình trạng răng nó bị đổ, bị nghiêng, bị cắn chéo. Ví dụ như hàm dưới mình thấy răng nó cứ nghiêng nghiêng sang một bên, đúng không? Đó. Bởi vì có những cái răng xoay và không cứ phù hợp với khớp cắn nên là nó bị như thế. Thì sau một quá trình mình di chuyển răng, mình đã nhổ răng đóng khoảng giảm hô rồi, mình đã fix khớp cắn này. Ví dụ mình nhìn này, đó. Như thế này thì mình sẽ có một khớp cắn hạng 1, có nghĩa là răng 3 lồng múi rất tốt, răng 6 cũng lồng múi rất tốt, và sự lồng múi này nó giống như là cái cài răng lược ấy, nó lồng vào nhau như thế này. Thì khi mà nó lồng được vào nhau như vậy rồi thì cái việc ổn định khớp cắn nó sẽ rất là tốt. Nó sẽ không bao giờ có cái sự ăn nhai mà nó chệch cái bánh dày đi. Đó, hai bên luôn. Thì bình thường độ cắn chìa và độ cắn trùng sẽ là như thế nào? Ví dụ răng của mình sẽ chỉ được phép chìa ra từ 2 đến 4 ly thôi. Ví dụ như trong trường hợp này của con thì chỉ chìa ra 2 ly thôi. Và trùm lên cái vùng răng cửa hàm dưới cũng thế, chỉ từ 2 đến 4 ly thôi. Thì với cái khớp cắn hiện đại như của con là rất đạt tiêu chuẩn, rất là đẹp, khớp cắn rất là đẹp luôn. Đó. Khớp cắn rất là đẹp luôn, không thấy tình trạng. Ví dụ ban đầu mình còn thấy là răng hơi chìa một tí, đúng không? Nhưng bây giờ là răng đã rất là thẳng trục rồi, và cái độ cắn trùng, độ cắn chìa này rất là đẹp, không còn một chút tình trạng hô nào nữa. Đó, đường giữa cũng rất là cân đối hai bên và sự lồng múi hai bên thì rất là tốt. Đấy, đấy là vấn đề khớp cắn. Tiếp theo thì quan tâm nhất là tất nhiên là về mình đã đóng hết khoảng chưa, đúng không? Lồng múi đẹp này rồi nhưng mà ví dụ mình nhổ răng mà còn khoảng thì sao, đúng không? Đây thì mình sẽ nhìn tiếp. Đó. Cái hình ảnh này nó cho thấy này, hàm trên là mình đã nhổ 2 chiếc răng 4 rồi, và sau khi nhổ răng là mình đã đóng hết khoảng rồi. Đó. Có nghĩa là khoảng nhổ răng để giảm hô là mình đã đóng kín hoàn toàn rồi. Những răng của mình là không còn khe thưa nữa. Thì sau khi mà mình nhổ răng xong rồi mình giảm hô xong là mình không bị rắt thức ăn, đúng không? Hàm dưới cũng thế này. Hàm dưới lúc trước là con có 2 cái răng 7 bị đổ vào trong. Để sau khi mà mình giảm hô, mình sẽ tinh chỉnh khớp cắn và mình sẽ dựng nó lại để cho nó không bị đổ nữa. Đó. Đóng khoảng là hết rồi này, cái khoảng nhổ răng là hết rồi, và lồng mũi thì tốt rồi. Bây giờ mình sẽ quan tâm là thế thì cái việc giảm hô của mình đã đạt được mục đích chưa? Đó. Có bao giờ tự soi gương hoặc tự chụp ảnh không? Có. Hoặc là các bạn ở nhà hoặc là người thân ở nhà thì nói như thế nào? Mẹ thường bảo là răng này sắp vào hết khoảng rồi. Thấy xinh hơn rồi đúng không? Đấy. Đó, bây giờ mình sẽ nhìn này. Đó. Ban đầu thì nét mặt nhìn nghiêng của Phương là bị hô. Hô khá là nhiều. Mình thấy là cả môi trên và môi dưới đều nhô hết ra ngoài đường thẩm mỹ. Đường thẩm mỹ thì mình sẽ có một cái đường để từ đỉnh mũi để đến đỉnh cằm này này. Đó. Tuy nhiên thì thực ra ban đầu là vì mình cũng hô rồi nên là cái cằm của mình nhìn còn không có rõ, đúng không? Cằm mình nhìn không có rõ. Thế nên là mình cảm thấy là chỉ có cái môi mình nó bị chìa ra thôi. Đó, tuy nhiên là sau khi mình giảm hô xong. Đó, nét mặt mình nghiêng rất là xinh. Mình đã thấy mình có cằm hơn và cái môi của mình thì cũng có những cái nét mềm mại lự tính hơn rất là nhiều, đúng không? Đấy, nhìn tổng thể hết hô hoàn toàn luôn. Mình sẽ có một cái đường thẩm mỹ từ đỉnh mũi đến đỉnh cằm ở cái nét nhìn nghiêng lúc sau này, thì gần như là môi của con nó chỉ vừa chạm đến cái đường thẩm mỹ thôi. Đó. Thì cái mục tiêu để mình gọi là kết thúc một ca chỉnh nha là mình đã giảm hô, thì là cái ca này là mình đã giảm hô được hoàn toàn rồi đấy. Và quan trọng nhất thì sau khi mình chỉnh nha xong là nụ cười của mình phải thay đổi, đúng không? Đó, nụ cười rất là khác. Đấy, một nụ cười đẹp thì mình sẽ có một cái gọi là thẩm mỹ hồng và thẩm mỹ trắng. Thì với những cái ca điều trị mà mình kết thúc chỉnh nha thì mình sẽ phải làm sao để cho cái cung cười của con lộ được nhiều răng nhất có thể, và nhìn thấy một chút lợi thì càng đẹp. Đấy, và mình không được lộ răng hàm dưới nữa. Đấy, ví dụ như ban đầu là mình cười mình lộ hết cả răng hai hàm, đúng không? Vì là mình bị hô nhiều quá. Nhưng mà sau khi mình chỉnh nha xong này, đó, cung cười rất là xinh xắn và mình không lộ răng hàm dưới nữa, mình chỉ lộ toàn bộ cái cung cười hàm trên thôi, và những cái răng hàm trên thì nó ôm vào cái viền môi dưới của con rất là xinh. Đó, thì bây giờ mình sẽ nhìn ở trong miệng xem là có đúng như thế không, và mình sẽ xem là trong cái thời gian chỉnh nha 2-3 năm như thế này thì mình đã hài lòng với cái nụ cười này chưa nhé. Rồi, đó, mình sẽ nhìn này, sự lồng mũi hai bên rất là đẹp như thế này, và những cái khoảng nhổ răng là mình đã đóng hết hoàn toàn rồi. Đó, tiếp theo mình sẽ nhìn sang bên này. Đó, đây, đó, đây là hình ảnh khớp cắn ở trong miệng. Đó. Chúng ta chỉ chụp những cái bức ảnh lên để chúng ta nhìn thấy rõ hơn thôi, chứ còn trong miệng của bạn ấy thì vẫn như thế. Đó. Rồi bây giờ mình cười một cái này. Đó, khớp cắn lúc trước của bạn ấy thì đây thì thực ra nó rất là đều. Nó rất là đều, các bạn có thể nhìn thấy này, nó rất là đều thôi. Răng cũng không chen chúc gì. Tuy nhiên là cái nét mặt nhìn nghiêng của bạn ấy thì bị hô, nên là mình vẫn quyết định là cho bạn ấy nhổ răng. Đó.
Đó, bây giờ mình đã hài lòng với cái kết quả này chưa? Chuẩn bị tinh thần để tháo rồi đúng không? Bây giờ tháo nhé. Hồi hộp không? Mình có. Cầm gương soi này. Kêu một cái xem. Cảm giác lúc mới tháo mắc cài thì rất là lạ rồi đúng không? Thấy trống đúng không? Bây giờ thì soi gương thì cảm thấy sao? Lạ lắm ạ. Lạ lắm đúng không? Vâng. Thấy cái nụ cười này ngày nào mình cũng ngắm bằng có mắc cài rồi, bây giờ không có mắc cài thấy khác không? Khác nhiều. Ừ. Cảm thấy môi nó cũng khác đúng không? Dạ vâng. Ừ. Lúc trước nó có mắc cài nó cũng khác mà bây giờ nó không có mắc cài nó cũng khác đúng không? À, sau khi mà mình về nhà xong ấy thì là cái cơ môi má ở xung quanh này, đặc biệt là môi, mình sẽ cười tự nhiên hơn rất là nhiều, bởi vì là mắc cài đã không còn nữa rồi, mình sẽ thoải mái tự tin hơn và cơ môi má khi mà mình tháo mắc cài ra nó cũng sẽ khác hoàn toàn. Đó, về nhà thì tạm thời mình đừng ăn đồ cứng quá, mình cứ ăn nhẹ nhàng dần dần từ từ lên thôi là được nhé. Ừ, thoải mái không? Sung sướng. Đó thì bạn khách hàng của chúng ta ngày hôm nay là sẽ được lắp hai cái hàm duy trì này, gọi là hàm duy trì Harley. Mặc dù là bạn ấy đã được gắn một cái cung duy trì mặt trong rồi, nhưng mà bạn ấy vẫn sẽ đeo thêm một cái hàm tháo lắp này. Bây giờ thì chúng ta sẽ đeo ở trong miệng của bạn ấy này. Đó, đây là hàm dưới nhá. Hàm dưới thì sẽ nhỏ hơn hàm trên. Thế thôi. Hà to cho cô nè. Đó, mình sẽ đeo này. Khi mà đeo vào ấy thì mình sẽ ướm hàm và mình sẽ ấn. Đó, nó kêu tách một cái như thế này thì sẽ là được. Đó, hàm trên cũng thế này. Đó, khi mình đeo. Đó, ok chưa? Đó, khít như thế này. Mình sẽ ấn vào cái lền nhựa để mình kiểm tra xem là cái hàm nó đã khít vào trong cái miệng của mình chưa. Đó, bằng cách ấn vào lền nhựa. Sau khi ấn vào lền nhựa xong thì mình sẽ kiểm tra các cái dây cung xung quanh. Đó. Rồi, con cắn răng đi. Đó. Đeo cái hàm này vào thì mình sẽ không có ăn trên cái hàm này nhé con nhé. Đó, bây giờ thì mình sẽ soi gương để cô hướng dẫn mình cách. À, con nhìn nhá, con nhìn gương này. Đây, khi mà mình tháo hàm nhá, là mình sẽ tháo từ bên này. Đó, mình nhấc tay lên, mình nhấc tay cả hai bên này cho mình tháo. Đó, tay của con tháo thì sẽ rất là dễ. Sau khi mình đưa vào thì mình sẽ ướm nhẹ như thế này, ướm nhẹ như thế này, mình ấn xuống, xong mình ấn xuống. Đó, ấn bằng hai tay. Đó, xong mình kiểm tra xem cái lền nhựa này nó đã khít chưa. Đó, nó khít rồi thì nó ok. Hàm trên cũng thế, gạt cái này xuống. Tiếp theo nữa là cái việc đeo hàm này thì mình sẽ đeo như thế nào. Trong vòng 6 tháng đầu tiên thì mình sẽ đeo cả ngày cả đêm, chỉ bỏ ra lúc ăn và lúc đánh răng thôi. 6 tháng tiếp theo thì mình sẽ đeo đêm và cách ngày. Ví dụ con đeo 2, 4, 6 chủ nhật chẳng hạn. Đó, những ngày còn lại thì mình sẽ bỏ, còn đêm thì vẫn đeo bình thường. Còn 1 năm tiếp theo thì mình chỉ đeo đêm thôi. Đó. Cái hàm duy trì này của con ấy thì mình có thể chỉnh sửa được. Nên nếu như mà mình đeo nó có vướng víu hay là như thế nào thì qua đây để cô chỉnh nhá. Thế thôi.